Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cũng lâu lắm rồi mình mới làm lại một cái video như thế này. Thì ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái lý thuyết để mọi người có thể trade hiệu quả hơn rất nhiều với bò gấu. Đây là cái mà mình chưa có nói rõ trong bất cứ một video nào cả. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho anh em, để anh em có thể có thêm cái tư liệu, có thêm cái kiến thức để mà anh em thêm vào cái bộ nguyên tắc của mình, từ đó trade bò gấu nó hiệu quả hơn, nó an toàn hơn ha. Rồi ok, thì ấy, để mà trade bò gấu được á, thì cái mình hay nhắc anh em á là anh em phải phân biệt được đâu là bên tấn công, đâu là bên phòng thủ, và chúng ta đi là chúng ta đi theo bên tấn công, tức là đi theo bên tấn công tại vị trí mà bên phản công nó thất bại và nó cạn kiệt, đúng chưa? Đó, ví dụ ở đây thì cái thằng này là bị phản công này, thằng này là tấn công, đúng không anh em? Đúng chưa? Thì nhìn nói một cách nào khác, nói nhìn cách ngắn á, thì với cách ngắn á, thì đây là bên tấn công này. Như vậy thì có thể hiểu là bên tấn công tức là bên nó đang chủ động ạ, gần nhất nó đang chủ động tiến đánh bên còn lại, anh em hiểu không? Đó, chúng ta luôn đi theo bên tấn công. Đó, tức là nếu như bây giờ giá đang đi như này, tại vị trí này chúng ta chưa thể đi theo bên bò được, đúng không? Bởi vì bò tấn công chính nhưng mà gần nhất gấu mới là bên tấn công. Vậy chúng ta vào khi nào? Khi nào bên tấn công này có dấu hiệu cạn kiệt và bên 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 phản công này có dấu hiệu cạn kiệt và bên tấn công này quay trở lại thắng thế. Đó, thì lúc này gần nhất bên chủ động là bên 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 bò. Thì lúc đó chúng ta mới nhảy theo bên bò, chúng ta đi theo được. Lúc đó chúng ta dự đoán là bên gấu sẽ kết thúc ở tại đây. Đó, anh em hiểu bản chất vấn đề ha. Em mình nhắc lại này, bên tấn công á, là cái bên mà gần nhất nó đang chiếm ưu thế, gần nhất nó đang chủ động, nhớ nha, gần nhất nó đang chủ động, nhớ câu đó ha. Rồi ok, đấy là cái lý thuyết cơ bản. Rồi vậy thì làm sao để nhận để tăng tỷ lệ win rate, tăng cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta khi chúng ta chơi bò gấu? Thì có một vài yếu tố như sau, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc anh em thắng hay không. Thứ nhất là anh em có xác định được, có chọn được cái bên tấn công mạnh để đi hay không. Bởi vì á, anh em phải nhớ này, khi chúng ta trên thị trường không phải lúc nào chúng ta cứ chọn cái bên tấn công mạnh to rõ ràng chúng ta đi, và sẽ có nhiều trường hợp mà nó có những bên phản công như này, chúng ta đi theo bên phản công, và cái bên phản công trong ngắn hạn đó cũng là bên tấn công. Vậy thì làm sao chúng ta lựa chọn những bên tấn công chất lượng uy tín để chúng ta đi theo? Bởi vì không phải bên tấn công nào nó cũng đủ mạnh, nó cho anh em một cái kết quả khả quan, kết quả tốt, win rate tốt. Rồi ở đây mình sẽ phân cho anh em một vài trường hợp như sau. Đầu tiên á, cái ý đầu tiên anh em phải biết là anh em chọn được cái bên tấn công nào mạnh. Đó, vì bên tấn công mạnh thì chắc chắn xác suất anh em thắng sẽ cao hơn, đúng không? Tức là cái khả năng mà nó còn đi tiếp là cao hơn đó. Rồi mình sẽ phân cho anh em một vài trường hợp như sau. Mặc định bên tấn công chính trước đây, trước trước đó là bên 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 bò nha. Cái trường hợp mà tấn công rõ ràng mạch lạc một, chỉ có một hướng thôi, lại mình không có nhắc lại nhé. Ví dụ như bên bò này. Đó, bò tấn công mạnh mẽ thì rất là rõ ràng thôi. Tranh chấp thoát ra thì bọn tấn công mạnh mẽ nó rõ ràng rồi nhé, mình không nói đến. Mình đang tập trung ở đây trường hợp là ví dụ nó có nhiều bên tấn công nhiều bên phản công chẳng hạn. Ví dụ đây nó xuất hiện một bên như này đó, bây giờ anh em muốn đi theo cái này, được chưa? Đó, mình giả sử như thế nhá. Rồi ok, rồi hay nói theo cấu trúc thị trường là anh em trade ngược xu hướng đó. Đó, làm sao trade ngược xu hướng cho hiệu quả đó, cho an toàn. Ok, bây giờ giả sử bên tấn công chính là bên bò, bên phản công là bên bên gấu. Vậy thì bây giờ bên gấu phản công như nào chúng ta đi theo được? Trường hợp đầu tiên anh hay gặp nhất là bên gấu phản công như này, được chưa? Đó, vậy trường hợp này anh em đi theo được không? Câu trả lời là vẫn được, vẫn được, nhưng mà nó sẽ yếu. Đây là trường hợp yếu nhất trong các trường hợp gấu phản công, và khi mà nó đã yếu rồi thì xác suất thắng sẽ không cao, được chưa? Trường hợp thứ hai cũng 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 là bò tấn công chính nha. Đó, nhưng mà gấu nó phá cái căn cứ này. Đó, thì lúc này gấu nó sẽ mạnh hơn rồi, bởi nó phá một căn cứ quan trọng của phe bò, chưa? Đấy, anh em phải phân biệt nhá. Trường thứ ba, đây ví dụ như thế này, bỏ này đi. Ví dụ này, thằng này á nó đi thoải này nó khác, mà nó đi dốc thẳng đứng này nó lại sẽ khác. Đó, thằng này sẽ mạnh hơn, đúng không? Như lúc này gấu nó sẽ mạnh hơn này, đó thẳng đứng luôn này. Đó, rồi thằng gấu này nó đi ngắn này nó sẽ khác, mà gấu đi mạnh này nó sẽ khác. Đó, anh em thấy không, cái biên độ của bên thân bên phản công này nó cũng sẽ khác. Biên độ này càng lớn thì nó tất nhiên nó sẽ càng mạnh, và khi chúng ta đi theo phe phe gấu này nó sẽ an toàn hơn, xác suất thắng sẽ cao hơn. Em thấy chưa, nó rất khác biệt nha. Thứ nhất này là cái biên độ này, biên độ ngắn hay dài. Thứ hai này, độ dốc, dốc hay là thoải.
thoải kiểu này thì nó sẽ yếu hơn là dốc đúng không? Với dốc nó thể hiện cái sự thắng thế tuyệt đối, sức mạnh tuyệt đối của bên. Rồi thứ ba là nó có phá căn cứ nào hay không. Đó, nó có phá căn cứ nào hay không. Đó, càng phá căn cứ rõ ràng của bên phe bò thì nó càng mạnh. Ví dụ ở đây nó phá một mô hình hay đáy, hay em phá một vùng tích lũy của bên 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 bò chẳng hạn, nó có căn cứ bên bò ở đây mà nó phá xuống chẳng hạn, thì bên đây là bên gấu rất mạnh này, rồi chúng ta có thể đi theo bên gấu được là an toàn hơn. Đó, anh em hình dung ha. Rồi tiếp theo đó là một xu hướng rõ ràng rồi, một xu hướng luôn mạnh hơn một con sóng, được chưa? Đây trường hợp chúng ta có thể đi theo được. Rồi trường hợp thứ tư là một hai bên tranh chấp. Đó, cái này rất đơn giản thôi. Đó thì lúc này bên gấu phản công, bên tấn công chính của chúng ta, bên tấn công chúng ta đi theo á, nó mạnh hơn và xác suất thắng sẽ cao hơn, được chưa anh em? Đó là các trường hợp anh em nhớ rõ ha. Mình thì mình không có ghi chú kỹ thuật cụ thể ở đây bởi vì mình đang hơi không có, nói chung không có tiện lắm để mà ghi chú cụ thể tất cả các trường hợp ra. Mình vẽ anh em xem đi xem lại thôi nhé, tự nó lại nhé. Đó rồi thì yếu tố đầu tiên là anh em xác định được cái bên tấn công anh em muốn đi theo nó mạnh hay không. Đó đấy đầu tiên, yếu tố đầu tiên đúng không, anh em xác định được rồi. Rồi bây giờ khi mà xác định bên tấn công mạnh đi theo được rồi thì bây giờ chúng ta còn điều kiện gì chúng ta đi theo nào để chúng ta có thể trade nào? Đó là bên phản công thất thế đúng không? Bên phản công nó yếu không? Ví dụ chúng ta xác định được bên tấn công mạnh đó. Đó bây giờ chúng ta đi theo này đúng không? Chúng ta chờ. Bây giờ bên phản công nó như nào? Phản công như nào chúng ta đi được? Thì bây giờ anh em nhìn lại này. Nếu như chúng ta suy nghĩ đến cái việc là bên phản công này như nào chúng ta có thể đi theo thì xác suất thắng sẽ cao đúng không? Thì bây giờ chúng ta quy lại cái bức tranh như này thì sao? Thì sao này anh em? Thì anh em phải thấy cái bức tranh này nó y hệt cái bức tranh lớn hơn ban đầu như này không? Đúng không? Y hệt đúng không? À, anh em thấy cái bản chất vấn đề không? Cái bản chất vấn đề không? Đó. Đây anh em zoom nhỏ lại cái bức tranh này, cái bức tranh này này. Nó y chang cái bức tranh này. Đây, cái bức tranh này này. Không khác tí nào. Anh em hiểu không? Đây, bò tới công chính có phản công, gấu tới công chính bò phản công. Thì bây giờ, nãy giờ chúng ta xét điều kiện để thằng này này. Xét điều kiện thằng này chúng ta đi theo nó mạnh. Đó, thằng này càng mạnh thì chúng ta đi theo càng mạnh đúng không? Vậy thì ngược lại, những thằng này nào yếu, những thằng nào yếu thì chúng ta đi theo nó sẽ. Đây đây. Mình nói chỗ này phải cẩn thận không là sẽ rất là khó hiểu. Đây, chúng ta nãy giờ xác định thằng này, thằng nào mạnh thì chúng ta đi theo sẽ an toàn hơn, đi theo là đi theo cái thằng gấu á, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta muốn bay thằng bò đi. Bay thằng bò thì trường hợp nào mà thằng gấu này càng yếu thì chúng ta bay sẽ càng an toàn chứ đúng không? Vậy tương tự đây này, thằng gấu mạnh chúng ta đang muốn đi theo thằng gấu thì trường hợp này là thằng bò phản công càng yếu thì chúng ta đi theo thằng gấu nó càng an toàn đúng không, em hiểu vấn đề không? Đó rồi bây giờ những thằng yếu là thằng nào đây, hồi lại đơn thuần một con sóng mà thôi ngắn thôi, biên độ ngắn thoải chứ nó dốc này thì lại một câu chuyện khác nhé, và nó dài lại một câu chuyện khác nhé. Đó đầu tiên là thoải này, ngắn này. Đó thì khi đó sẽ tín hiệu chúng ta đi theo thằng gấu rất an toàn. Đó nhưng mà nếu như bây giờ biên độ nó dài này, đó nó tấn công ngang đến khu vực này luôn. Đây, bây giờ mình để trường hợp giả sử ở đây đi, con sóng đi cho nó dễ gặp hay gặp này. Đó, hay gặp đi. Đó thì chúng ta một cái đợt phản công của bò đây này, nó yếu này thôi thì chúng ta đi theo rất an toàn. Nhưng nếu bây giờ bò phản công như này thì sao? Biên độ nó rất dài. Biên độ của nó ngang với cái thằng tấn công chính mà chúng ta đang đi theo rồi thì lúc này thằng này là thằng tấn công chính rồi. Thì chúng ta lúc này chúng ta đi theo mà chúng ta sell không phải là rất là rủi ro. Đúng không? Kể cả nó có thằng thế ở đây. Thì sao? Thì chúng ta cũng không thể chắc chắn nó đi xuống đây được. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ có nhiều căn cứ ở khu vực này. Anh em hiểu? Bởi vì nó là bên tấn công chính, nó chẳng khác nào vì anh em đang chặn tàu cả. Ví dụ đang bên tấn công chính và có bên thằng thế này thì chẳng khác nào anh em chặn tàu, anh em đi nhảy vào đây anh xem luôn. Xem luôn đây là chết. Đúng không? Đó thì thằng này tương tự nhá. Đây là cái thằng bò này mà nó dài như này. Biên độ dài này thì càng không nên trade. Và mình cho em anh em cái mốc một con số để anh em có thể dùng nó để mà quy ước như nào là dài này. Thằng này á, nếu nó phản công ngược lại á, mà lớn phá vào fibo của con sóng trước đó thì chúng ta không nên trade. Đó đó là cái mình cho anh em thêm thôi, có thể anh em dùng hoặc không dùng tùy nhá. À, ai thích dùng thì dùng, ai không thích dùng, nhưng mà đây là những cái mình đã quan sát thấy và mình thấy nó hiệu quả, mình chia sẻ lại cho anh em. Đó, nếu mà nó phá qua thằng này thì lúc này chúng ta không nên canh sell nữa. Đó chưa. Còn canh ba được hay không thì lại câu quay ngược lại. Ví dụ nếu anh em một canh ba thế lại muốn đi theo thằng này thì anh em đặt câu hỏi thằng này tấn công mạnh không. Đó và nếu tấn công mạnh rồi thì chúng ta chờ thằng phòng phản công yếu thất bại là chúng ta đi theo thôi. Em nhớ những cái thằng phản công mạnh nãy giờ mình chia sẻ ngay từ đầu không, áp vào thôi. Đó rồi cứ lớn fibo là chúng ta không nên sell nữa, được chưa? Đấy sẽ được biên độ. Rồi bây giờ
một thằng mà nó có một xu hướng như này, hồi lại một xu hướng này thì chúng ta cũng không nên sell. Bởi vì sao? Bởi vì thằng này là một thằng phản công mạnh. Đó, như nãy thôi, đây tấn công chính, phản công bằng xu hướng thì thằng này mạnh thì chúng ta đi theo đúng không? Thì bây giờ chúng ta muốn ngược lại, chúng ta muốn đi theo thằng này thì thằng này là một xu hướng nó mạnh thì chúng ta không nên đi theo thằng gấu nữa, được chưa? Bởi vì thằng này lúc này là bò nó mạnh rồi, bò tấn công chính rồi và bò được ủng hộ của thằng bò mẹ đây nữa thì lại càng rủi ro, được chưa? Rồi tiếp tục, bây giờ nếu như một thằng mà nó tranh chấp nhau như này và phá lên, ui thì cái trường này thực khỏi phải bàn rồi đúng không? Thằng này rất mạnh, thằng này mạnh để ủng hộ thằng này nữa, thằng bò chính nữa, thì làm sao chúng ta có thể canh xèo đây được đúng không? Rất rủi ro, được chưa? Vậy thì hợp lý nhất là gì? Là một con sóng đơn thuần thoại hồi về khoảng tầm 50% tạo tín hiệu xèo, được chưa? Còn nếu như những trường hợp mà bò đây phản công mạnh xuống chẳng hạn, thì ở đây phải có một cái tín hiệu đủ mạnh, ví dụ như một tranh chấp đủ lớn thì anh em mới sell. Nhưng mà sell thì cũng chỉ đến những vùng căn cứ này thôi, bởi vì khi mà bò tấn công chính thì tất cả những căn cứ mạnh ở bên bò bên này này nó đều sẽ được ủng hộ với thằng bò mạnh này hết. Đây thằng này được ủng hộ này, thằng này ủng hộ này, thì anh em chỉ xem đây thôi, đến đây thì nó rủi ro hơn, được chưa? Đó, đó là cách anh em đi ngược xu hướng, anh em hình dung chưa? Rồi ví dụ trường hợp ở đây cũng tương tự thôi, phá xuống thì cũng thế, anh em cũng phải chờ một cái cú hồi, cú phản công của phe bò thất thế thì anh em đi theo. Và cái phe bò này á, nếu như bây giờ mà nó phản công mạnh này, dốc thẳng lên đây, tín hiệu thì mình cũng không dám sell, bởi cái biên độ nó rất lớn rồi, biên độ nó cũng ngang với cái thằng trước rồi. Mặc dù nó không mạnh bằng, bởi vì mạnh thằng trước là phá vùng tranh chấp, nhưng mà nó cũng rất là mạnh, dài, không nên đi. Rồi nếu là một xu hướng này thì cũng khó để mà đi theo. Hoặc nếu nó lại có một vùng tranh chấp ở đây thì càng rủi ro. Phá tranh chấp xuống đây, hai bên tranh chấp mà lại thất thế thì chứng tỏ chúng mình đặt câu hỏi là phải bò đây nó rất là mạnh rồi, thì chúng ta lại càng không nên sell. Đó, anh em hiểu vấn đề không? Nhớ rõ ha. Rồi bây giờ tiếp tục nhé, một vài trường hợp khó hơn nhé. Bò gấu phản công xuống này, đó, bò lại phản công lên này. Đó, bây giờ này, anh em bò tấn chính, gấu phản công đây là một xu hướng cũng mạnh này, chúng ta đi theo gấu. Nhưng bây giờ này thằng bò phản công lại mạnh hơn. Bây giờ xét góc nhìn này nhá, gấu tấn công chính, bò phản công. Thì bò phản công là một xu hướng đúng không? Thì thằng xu hướng tất nhiên chúng ta sẽ không sell, đúng không? Thì bây giờ chúng ta canh, chúng ta đi theo thằng này. Như cái trong video là chúng ta tìm deal trong một khoảnh khắc, nhớ không? Thì bây giờ chúng ta muốn đi theo thằng này thì đầu tiên xác định là ok thằng này làm xu hướng mạnh. Thứ hai để ủng hộ bò mạnh. Đó, chưa? Thứ ba là gì? Bây giờ phải chờ xem thằng bò, thằng gấu phản công ngược lại như thế nào. Nếu nó phản công thỏa yếu một con sóng, xuất hiện tín hiệu quất. Nó bay lên luôn. Và lên đây, được chưa? Nếu như bây giờ gấu phản công xuống thì thôi, bỏ, chỗ này sideways rồi. Hai bên bên nào cũng mạnh cả, chỗ nào cũng mạnh cả, không có đi theo bên nào được, được chưa? Rồi, nếu chỗ này mà nó phản công lại dốc, mạnh, dốc thì chúng ta không đi theo được, được chưa? Đó, nếu như bây giờ nó tranh chấp nhỏ ở đây, pha xuống đây hồi lại thì chúng ta không đi được. Bởi sao? Lúc này thằng gấu này nó mạnh bởi nó vừa phá tranh chấp đây, nó được ủng hộ thằng gấu này, bò thì ủng hộ bò bên này, nên hai bên này bên nào cũng mạnh, nên là tốt nhất chúng ta không nên chơi, được chưa? Đó anh em, nên là chỉ có một trường hợp duy nhất là gấu phản công lại bằng con sóng đơn thuần không có căn cứ nào cả, tín hiệu xuất hiện đẹp thì chúng ta bài, được chưa? Đó, ok ha. Đó là những trường hợp mà đánh ngược xu hướng đó, và đặc biệt những trong những trường hợp mà nhiều cái cảm như này thì mình cho em một cái, anh em một cái mẹo nhé, cái mẹo để anh em nhận biết khi nào anh em nên trade, anh em không nên trade. Thường á, nếu như em muốn mà có một cái win rate cao á, thì em cứ chọn trường hợp nào dễ rõ ràng nhất anh em trade cho mình, một xuống rõ ràng không có cản phía trước, đó, zoom nhỏ bên tay trái không có cản. Thứ hai là vừa thoát ra khỏi vùng tranh chấp. Thứ ba là giá vừa mới phá khỏi những căn cứ mạnh của phe đối diện, ví dụ này. Đó, nó không phải tranh chấp nhưng nó phá qua căn cứ này thì nó mạnh, nó tiếp diễn xu hướng thì lúc này lại tiếp tục canh bài được. Đó, những trường hợp mà nó rõ ràng, nó không có vấn đề phải suy nghĩ cả thì xác suất thắng sẽ rất cao. Anh em hiểu vấn đề chưa? Rồi, còn nếu những trường hợp ví dụ như này, tấn công rồi bò tấn công chính, gấu phản công xuống. Đó, đây là cái bắt đầu này. Hoặc là thôi, không cần phải xuống, con sóng thì cho nó đơn thuần nhé. Sóng như này. Đó, sau đó bò phản công ngược lại một con sóng như này. Đó, thì lúc này cho ta thấy gì? Đó, chúng ta có hai con sóng rồi đúng không? Hay là đây là những trường hợp mà dễ xảy ra sideways nhất này. Vì sao? Bởi vì khi nó hồi lại nhá, hồi lại nếu mà một con sóng đơn thuần thì không sao, nhưng nếu nó hồi lại khó một chút xíu, hồi lại có căn cứ một chút xíu thì chúng ta rất khó để chúng ta trade. Chúng ta không buy được, bởi vì sao? Bởi vì nó ngay gần căn cứ phải gấu, gấu được ủng hộ thì những căn cứ nhỏ cũng sẽ ủng hộ. Chúng ta không sell được sao? Bởi vì bò nó rất là mạnh ở đây. Đó, nên trường hợp này chúng ta không buy, không sell được. Nên là rất khó để trade trong những trường hợp này, và xác suất thắng không cao.
trừ lâu lâu nó xuất hiện mấy cái tín hiệu mà ví dụ xuống đây. Đó, mình giả sử đây, tới đây nó bật xuống, bật lại một con sóng thôi. Có một tín hiệu đủ đẹp. Đó lên thì lúc này chúng ta đi theo thằng này. Đi theo thằng này. Đó, lên trên này được. Đó, nếu chỉ trên này đấy những chiều hi hữu mà có xuất hiện những cái vùng những cái con sóng hồi đơn thuần. Đó, anh em hình dung chưa? Đây là anh em khi mà nắm cái lý thuyết bản chất của mình á, mình chia sẻ là muốn đi theo một bên thì đầu tiên xác định bên tấn công đó mạnh hay không. Rồi xác định bên phản công á, nó có về vào những trường hợp yếu hay không. Những trường hợp mà phản công yếu á, thì lúc này chúng ta đi theo rất an toàn. Còn hai bên đều mạnh là chúng ta biết sao quay rồi đó. Đó, khi chúng ta lọc được những cái đó rồi thì đảm bảo xác suất thắng của anh em sẽ cao hơn rất nhiều. Đó, thế là mình chia sẻ cho anh em những lý thuyết thôi. Còn thực tế thì nó rất nhiều, anh em cứ có thể tự mò trong biểu đồ ha. Cứ tự kiểm chứng trong biểu đồ những gì mình nói. Rồi backtest thống kê lại ha. Rồi đó, thì đó toàn bộ những gì mình chia sẻ với anh em. Đây là những lý thuyết mà mình đã thì trải qua rất nhiều thời gian mình mới đúc kết lại được. Và nó thực sự là rất hữu ích và rất quan trọng. Nên là anh em hy vọng anh em có thể hiểu rõ, nghiền ngẫm nó thật nhiều, backtest thật nhiều, kiểm chứng thật nhiều để mà có thể để áp dụng được vào trong thực chiến nhé. Rồi, có gì thắc mắc thì em có thể đặt câu hỏi cho mình ở dưới comment hoặc là trong cái kênh Telegram của mình nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.